đứng chỗ anh em đang bắt cá. Cá cha mũ gì? Cha cá nhóc chừng không gài có lai giùm lai nào không? Ủa mà cá này mình mắc xiệt nữa thôi. Mắc xiệt nữa hả? Ủa lấy rồi đồ mình vớt rồi thế ta. Út. Chào Út. Ủa mà nhẹ hơn nãy lắm rồi đó. Cái này bán cái gì không? Nhẹ. Ủa mà nãy kéo cũng thả không? Nãy để nhiều hay sao? Quá thấy cá rồi thấy ao không? Cái này cá con cậu bác con bán nghe cái gì? Cá này cá ký con không thấy? Yếu ký trở lại ha. Mình xiết vậy mình gà gỏng sống không? Nó cũng sống lại ha. Quá trời ơi. Nhìn thấy ham không? Này nào có con cậu mà đang bác. Cái này mình kêu là cá cha gì thôi. Dạ. Cá bán. Này nghe ông cậu nó bán nhiêu ký không? Không biết. Này sao ông bán cá này còn nhỏ ta? Hay là cá này vừa ăn hả? Nghĩa là vác lại này để nuôi lại ha. Cá này có thịt đó chứ xiệt gì đâu có lớn nữa. Thịt rồi. Nó thả nuôi lại rồi để nghiệp bán. Bởi vậy. Cá này thịt luôn mà bán thịt luôn đó chứ. Cái này làm gì không? Cái này giải công. Không hả? Có không mà đó không? Có bằng ruộng không? Đó vậy? Có rồi, giờ nghỉ rồi mày. Bán cái gì? Ừ. Cho mướn. Bán rồi. Bán rồi hả? Cái này mình không lấy đòn xúc được, mất xịt có được không? Xịt được. Kéo nó lâu lắm. Kéo lâu hả? Ừ. Để kéo nó chạy. À. Cá. Quá cá luôn cái gì? Ô, oh, cá linh bự dữ vậy đây. Hồng cá linh luôn. Kìa, nó nhóc luôn nè, đây nè. Quá thế cá linh luôn rồi. Ôi ôi, có linh kìa. Con nào mấy? Dưới rồi. Lắm. Một tay.
kìa, cái linh kìa, quá thấy bự luôn. Hay không? Hai sọt là kéo nặng không không? Nè, có coi thu nó lướt được. Yeah. Rồi nãy kéo rồi sao nặng? Nãy kéo gió không mà. Rồi gió không nó gỉ chịu nổi. Quá thế. Cá lừ cá chân luôn rồi. Nặng cá kìa. Cá cá nguyên ổ kìa, nguyên ổ cá tra kìa. Quá thế. Lên luôn đi. Còn sống mà dám bắt luôn. Trời ơi, bắt luôn kìa. Bắt nữa, bắt lại, nhảy vô, nhảy vô. Kìa, giờ mới lỗi kìa. Cái này cũng nhiều, còn nhiều lắm không Úc? Nhiều lắm á. Thắng không? Cá rảnh gì nhóc hết trơn luôn nè. Sao không vớt rồi? Bỏ gì vậy? Vớt đi chào cậu. Từ từ vớt hả? Lo này cũng mệt lắm phải không? Không đi ra vô hoàng có nghỉ đâu. Phải không? Bỏ ca được chứ. Chứ lo hoài mệt lắm ạ. Cái này quay cho Út làm da chánh luôn không Út? Không phải nữa.
cá này, cá này. Cái mày Vinh, cái cha, cái rô phi. Cá chết nhóc trơn không vớt nè em bé. Nó cá nổ bụng nè. Vớt đi, để thôi cũng bắt mất công. Nè mấy cá nổ bụng nè, nè nhóc nè. Cái gì cái đó, cái gì vậy? Cá linh bự. Cá linh bự chà bá luôn. Nè cá linh nè, linh nè. Kìa cá gì kìa, cá gì chết kìa, chết. Ồ, chết trắng bụng nha kìa. Chưa trắng luôn. Cá nhỏ còn nhóc vậy ha. Rồi, còn sống còn dám chụp luôn. Đừng chụp thôi. Nguy hiểm lắm á. Nó có gai đó. Còn cá còn nhóc chơi nè. Nhóc cá đi. Này cũng mấy trăm ký nữa. Hết này mấy tấn không cậu? Hết mấy tấn không? Cá xịt cái lấm lên ha.
chết rồi, chết. Giờ cũng lo vô trọng để thả lên gọng lại rồi căng. Cá đó cá gì vậy? Cá đen. Cá đen hả? Cá cha đen thui à? À, hơi rửa mặt luôn. Cái này nước này khai ra cạn luôn phải không thôi? Khỏi tắt không? Có cưng tin mình đã thái rồi, khi nào kêu lộn không? Thái mình thái hả? Nè cá, cá trắng nhỏ nhỏ nha, chết nhóc kìa nè, sao không chết? Cá linh nè, trắng nó chết chưa, nhóc trên kìa, nó nổi kìa. Ờ, nó lự cho luôn kìa. Này còn cá nhiều lắm ơi. Bình hết điện, sắp hết điện rồi trời. Hết điện rồi. Tới yếu xìu à. Kiếm bình khác đi, này không đủ rồi. Quá bự, cá bành bành thôi. Nhóc cá linh nhóc trơn này gom lại nhiều lắm rồi. Cá bự quá, nó cứng ăn cũng ngon luôn. Không cứng hả? Dạ. Nó mềm hả? Tại mình cho nó ăn hay gì? Nó ăn luôn hả? Nó ăn luôn. Dạm kìa. Cá lóc con nằm đó kìa, ta dám cá. Trời ơi, dám kìa. Chui trong đó kìa. Chui trong đó kìa. Ô, giờ dở cái nắm đó lên, nó còn không? Rồi, cạn nó, mắc mớ dòng dở lên. Thôi, nó ấy nó cạn đó, bắt luôn hả? Không có, hầu cái nó chung vô rồi. Mở chung vô nữa hả? Bỏ dở luôn. Ồ, nó chui vô đó kìa trời. Kìa cái đốc này nè, cá nè, đây giật kìa. Yếu quá, không đủ sức rồi. Hết điện rồi, nó yếu rồi.
Cá trắng chết nhóc hết trơn kìa, nổi lừ chắc luôn à. Nhiều lắm cá. Đúng rồi. Ờ giờ em dậy kìa. Cái này ở ngoài sông nó cạn hơn cái trên hào cái gì. Chỉ xả thôi không cần bơm. Nó hào này xả ra, hứng ra luôn. Xả ra, hai ba cá nhỏ nhỏ nó vô xuống. Cá vớt đem vô bắt xem vô đáng lên xíu căng mà hàng tay nước ra rửa cái gì rửa cho sạch mà. Cá đèn này cá khí luôn rồi cho cái đèn bự thì được cái đèn thôi luôn chắc không được. Mà coi con út cũng dở cái lạp hứng như này hứng lúc khang bọng. Bỏ tay cá lại đi. Chút nữa ha, làm sao? Con bị gì đi mà nhắc rồi. Cá đông luôn hả? Vậy hả? Đi đi nãy nó đâm vô cái gì? Rồi. Ớn, ớn rồi. Đào. Đi mở lọt xuống luôn kìa. Này cua bọng mà nó lọt xuống ở đây lấy cái đú cái vớn này chặn lại ăn bắt cá nó lọt ra ngoài này nước chỉ khai ra thôi không cần tắt. Chưa nhỏ nhóc nha.
không có cả. Quay cái bụng có cái ép mà. Cá này là mình hứng ở trên cái miệng bọng xuống nè quý vị. Xuống cá linh nhóc kìa. Nếu không hứng lại thì nó lọt ra ngoài cho em. Ồ, mà cá linh màu bán không à? Cá kìa. Dưới hàm còn nhóc. Đang khui nước cho nó cạn nước cũng vậy. Chắc có tắng máy không? Cái này sao còn hai người giỡn đi bắt tiêu chứ ơi. Giờ mà nói hả? Còn nhóc cá chơi kìa. Cá trắng nhóc chân luôn. Cái này không vớt thì hơi chắc cạn, chắc đi lụm luôn á. Cá cha nhóc chân luôn rồi. Cá cha còn được giá nè, còn được giá phần nữa. Cái dĩa gom là nhiều lắm Dưỡng ơi. Bắt nãy giờ còn phần nữa vậy. Cá, còn cá trắng nhóc chân luôn. Cá dảnh là nhóc chân dảnh. Cá mà dinh. Cá này nọ cá mà dinh luôn. Cá dảnh. Có thao bự để lôi nhẹ. Cái hầm quá lớn, nhìn cá lơ thơ thơ nhóc này.
Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Chạy. Chạy rồi. Cạn mà cũng chạy. Chạy mà cạn mà cũng chạy. Hầm mày lớn mấy công đất rồi trời. Cá còn nhóc chưa? Làm cá gom xuống nè. Cá trắng nhóc hết. Thôi mình coi tới đây cũng xin tạm ngừng video bắt cá thằng tay quý vị. Chúc cô chú anh, chúc cô chú anh chị gần xa trong nước ngoài nước được nhiều sức khỏe. Giờ mình hẹn lại video sau. Hôm nay mình quay cho vui cho xem cá tác hầm thôi quý vị. Mình đi về.